cũng trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban kinh tế Trung ương, nguyên phó bí thư thành ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Tập thể này cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Từ đó để xảy ra nhiều vụ án vụ việc trên địa bàn thành phố, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật, một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố và một số sở ngành bị xử lý hình sự. Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Chính trị xác định đồng chí Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương Đồng chí Phong phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Từ những vi phạm đã xác định, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Thành Phong. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng.